Bảo được. Chưa. Thì chào đi. Nên ơi, hello, chào mọi người ạ. À. Nhìn anh không bỏ nhìn thấy phải chào. Ông nhìn thấy gì ông? Nhìn thấy điện thoại rồi chào. Ủa ông tự ông đặt lên xong người tự cả chào. Ê, hôm nay thầy bảo tùy cứ nghe tin thầy đi. Tin cái gì? Phải trả thù nó bằng được cái gì nữa. Nhưng mà ông đã lên kế hoạch chưa? Được rồi thì để suy nghĩ cả buổi chiều ấy. Nhờ ông Hùng hôm nay ông bận việc ấy, ông không vào thôi thầy bỏ gì phải hốt con bé thầy một phát. Là bữa nay ông tự nghĩ lên kế hoạch luôn. Ừ. Ê được ông nói cha nội. Được. Chỉ cứ tin thầy đi, cứ làm theo thầy nói. Chắc dễ ăn lắm, ông cứ biết là con tiền con cáo già ăn ông với tôi cộng lại hai đứa cộng lại. Nhưng mà mình đưa cái thòng lọng, cái dây thòng lọng nào nó chui vào đấy là nó chỉ bị chờ lúc mình siết dây là xong phim ấy. Thầy cũng rất là nghi ngờ. Tôi nghi ngờ tài thì, năng. Thì ngồi chờ nhá, chờ thầy ra về thầy canh nó, thầy gọi cho nó đi. Thôi gì để tôi gọi cho nó luôn đúng không? Rồi nếu gì ông xíu xíu thầy sang này, cái okay. Luồng thầy thấy okay. Nó là không thành công là quyết không trở về. Ok. Nhưng mà phải làm như thật nhá. Như giả. Biết rồi, để tôi gọi ông máy đi. Có gấp gáp gì đâu. Con mắm này nó đi đâu vậy ta? Bấm qua số ấy. Hết tiền rồi cha nội. Trời ơi, cái nút không. À, có rồi. Có tín hiệu rồi. Alo. Alo, dì phụ tao một tố. Chim sẻ gọi đại bàng, đại bàng đang làm gì á? Đang nhà nằm có phim, chứ làm gì? Đồ. Ai không ngoài không? Sướng vậy? Thôi, có qua chị chơi một xíu không? Có qua chị chơi không? Ok, để em... Ê, qua liền nha. Rồi vậy nha. Rồi, qua liền, chị đợi á. Trời ơi, thì phải mời nó là sang qua nhà nhưng chị đi công chuyện. Cái nó thấy mình mặc đồ đẹp rồi. Ủa thì thế nào cái con nhỏ nó nhiều chuyện lắm. Ông không biết tính cái con nhỏ đó. Mồi nó đánh vào lòng tham lắm. Hello. Mà kêu giật ngược giật ngang vậy? Ủa giật ngược gì? Ngủ ra qua chơi thôi. Trời. Dạ. Dữ vậy sao? Nhà bận đầm bận quấy không gơi trời. Đâu ngủ? Màu đỏ. Đúng. Ngủ bận đồ cỡ vậy á. Ủa chứ sao vậy? Bình thường không bận đồ vậy đi. Bình thường bận đồ bận hàng. Nghe xuống môi nữa trời ơi. Đi ngủ mới gặp nồng mơ. Đánh má hoàng tử được chứ. Khỏi. Đánh má hồng thì nó đậm quá luôn à. Đánh là nào mày xà hao, tao có đánh không? Đi hẹn hò với ông nào? Không có hẹn hò với ai. À, quen trai lạ trên mạng đúng không? Trai lạ. Lạ lắm. Phải không á? Hay là mới đi chơi về kêu qua đây tâm sự. Sao đúng kiểu mà nhiều chuyện để có tiền. Thấy cái lời nó phải hỏi giật một, giật hai cho bằng được. 2 hours later. Đâu phỏng. Đi. Tìm mới qua chơi à? Ủa đi đâu vậy? Đi đâu. À, hai người bận đồ đẹp vậy là hai người đi chơi chúng nhau giấu thôi đúng không? Đâu. Thôi đi biết màu rồi đi chơi đúng không? Đi hẹn hò với gì? Ở nhà tôi cũng được mà em. Ê, hỏi nghe nè, đi đâu vậy? Ở nhà được mà, đi ngồi đây nói chuyện được mà. Thôi đừng xạo, đi đâu? Nói chơi chi? Đi đâu còn lâu mới nói. Đi đâu em không muốn làm kỳ đà cái mũi đâu, em chỉ nói đi em giúp gì được, em giúp một lần xíu á. Mẹ cha tao có hỏi mày nói là tao đi ra ngoài công việc xíu nè. Cái gì? Đúng rồi. Thì mẹ ở nhà mày có cái gì? Nói lại nghe. Lâu giúp anh chị đi. Lâu lâu. À ý là kêu tôi qua đây coi nhà cho mấy người đúng, hả? Đúng. Không có đâu. Đi đâu? Nói không? Giờ có khai không? Khai là em mấy gì hai chuyện hai á. Thôi. Đi đâu? Đi ăn chè hả? Ăn đi luôn đi. Ok chị. Nó biết từ giờ cho nó đi không thôi. Ngồi ai có nhà?
khóa cửa lại. Lỡ cha mẹ tôi hay rồi sao? Có cô ta cả có em đi nữa. Bé hai dưỡng hai mới không tin, không có nghi ngờ kêu là đi với em. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Vậy mà dám nói là không được. Thôi đi, đi ăn chè đi. Ờ nhưng mà mày có tiền không mà mày đòi đi ăn chè? Không. Qua, ở không có mà đòi anh đi. Anh thể bao, anh thể bán chút bò, anh thể chịu được chứ thầy đúng không? Ok, anh bao cho. Cái gì mà biết là không có tiền nữa chứ. Nhưng mà đừng mét nha, dựng hai dùm đi. Ok, ok, em có mấy đâu, em mà em kính miệng nhớ luôn á. Ai mà nói cho nói gì em là em bỏ vô đôi tay, em cứt dối trong trái tim mẹ, không có dám nói ra nửa lời nữa. Mặt mày vậy chứ nói người ta không có đi mà cứ đòi đi. Thôi đi. Em có làm chị đà kiểu đó, em ngồi có một góc em ăn thôi à. Đi. Đi từ đợi đi. Mình có tay đỏ không? Hay là đầu này đâu? Không đồ này em đẹp rồi, em đẹp là bụng rồi, em đẹp đó. Đi. Lẹ đi, dừng ai về coi lẹ đó. Phải đi thật không? Thôi nói gì, đi đóng cửa này. Thôi đi. Đừng ba mà ngu gì cũng đi. Ai đi trước đi. Tôi đi đóng cửa. Trời ơi. Đi trước đi. Ngoài kế hoạch đi. Đi thật gái. Anh cao lên. Thả cái chữ. Yeah.
gì đâu phải gọi, thì tao gọi đúng không? Ô mày có sao đâu, có sao sao đâu. Ô mày á, mày chết vậy rồi. Hết quyền cùng cho má luôn. Tôi điếm thôi. Sao bà chú ai nữa, trả tiền, ra nữa. Nó bốc tiền hả? Bốc tiền hả? Đó rồi. Không nên cùng quán rồi chứ là. Bà chú quán, bà có thân chị em chị nữa. À, em bây giờ em cũng vừa yêu quý quá, em quá đẹp gái. Hôm nay giờ Tú lên trà sữa chỗ, ông thấy nó có đẹp không? Ông cũng đẹp mà. Đẹp mà, nó cũng được được gái đó. Không mà, mặt nó thon thả, nó nhìn nó có dáng gì, mới khen nó đẹp gái không? Mà giờ này thấy da vẻ nó cũng trắng kẹo đó. Anh nói sai hay sao? Anh nói sai hay sao? Muốn đi, muốn đi. Thì á, cho nội. Cái tay nó cái bọ không gửi chứ vậy. Anh nhìn đi, người ăn ngon nên mấy dùng cơm đó. Trời ơi, cảm ơn. Giỡn á, giỡn là cái gì mà căng thì hả? Chị em cứ dễ không? Thì muốn cái gì? Không phải bị hụt mấy gì đâu, coi cái ngoài hoàng coi chứ thầy muốn cái gì vậy? Ủa đâu cho được, trời. Làm như thầy xa lạ, đóng lưng bằng. Này, thầy biết đạo không? Nhìn cây này. Mới chơi tôi nữa. Cho nó một tiếng, nó xin tiếp tao, nó chưa được nắp kìa. Dành thân em gì không có rồi cho chị. Em không đổi măng nữa. Em đem một cái thợ. Tên tàn tàn tàn. Cho tiền trước đi này, ám miệng ra. Cứ gì trước đi. Trời ơi, em xin trước thì cho trước. Anh đâu rồi đó, ám miệng anh đút luôn đi. Thôi. Thôi, nhanh lên, ngoài tay. Thấy chưa, xin trước là cho trước. Té trước cũng đỡ trước. Cái đường nào ông cũng đẩy hết trơn á. Bắt đi đi. Trời ơi, thì ai xin trước thì cho trước. Hai người giỏi huống gì thì làm gì làm đi, tôi đi về. Thì ơi, thì Thì ơi còn thấy nó uống vui vẻ đi. Trời ơi, làm đi mệt quá. Tao uống đùng 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 đi về mất vui à. Ủa đùng đùng gì? Rõ ràng ông nói là xin trước cho trước đi. Vậy sao tôi té trước có sao không đỡ trước đi? Là cái gì cũng nói là không phải hôm qua đấy nè. Nó nhỏ con thì chị đỡ nó. Thôi cái gì cũng lý do đấy cháu trơn. Cái gì ông cũng đúng hết trơn á. Ông làm gì ông làm đi. Trời ơi, thì làm gì đùng 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 đi. Ủa đùng gì? Ủa tôi vô lý hả? Hay là ông vô lý? Ông ý vậy? Trời ơi, thì mình ngồi chơi đi. Ủa khủng gì? Ủa mày thấy mà cũng khoái lắm. Cái gì cũng dằn dằn với tao hết trơn á. Người ta đi uống nước á. Thôi mày khỏi đi. Người rủ tao đi uống nước xong mày cũng chen vô rồi đi uống nước. Ủa không quá hả? Tao dồn con. Ủa giờ mày dồn chứ. Tự nhiên cái đâu không chen. Không chen nữa. Thì có ý gì đâu. Không chen nữa. Thôi hai người uống tự nhiên vui vẻ đi. Chúc hai người uống ngon miệng. Trời ơi, thầy có ý gì đâu, trời ơi, này trời. Trời ơi, chết, mẹ, bị giết tẩy rồi. Ôi nãy ơi,
sao chị? Ủa hồi nãy hai anh chị ghi vô trả tiền cho chị chưa? Chưa. Chị hỏi xíu em hỏi chị xíu. Cho em có chuyện xíu thôi. Nãy hai anh chị kia rủ em đi uống trà sữa chung á, mà hai anh chị đó kêu hai anh chị đó bao em không mang tiền theo, giờ em còn con muốn đi, giờ em còn con muốn đi. Hôm nay tí nữa em về em kêu mẹ em lấy tiền ra trả anh chị, chứ giờ em biết nhà chị ở đâu mà em ấy được. Giờ không chị em đâu có quen đâu, không em chạy vô em cái em ra liền à. Gần đây không? Gần. Nhanh không? Trong phòng chị nhanh không? Ê, à, em có điện thoại, chị giữ. Chị chạy ra hôm nay em đi trả tiền chị xong rồi em lấy điện thoại về. Thôi được rồi, cầm cái điện thoại. Chị cầm đi. Em lấy điện thoại em chụp được rồi. Sao nào, hôm nay em đi. Mày nhớ chạy em nha. Rồi, mày đi chụp ra. Khó, chết mẹ mày rồi con. Kêu gì ăn đi. Cho em đo phở tách không? Gì chữa lành quê dữ chưa? Phở em bánh hủ tiếu. Còn hỏi nữa chứ. Phở em bánh hủ tiếu. Mà chuyện gì kể nghe coi. Không sao. Không. Mẹ nó quê không ơi. Đầu không đôi kể. Sao không biết gì vậy? Đừng ra quê. Ông đừng có quê ấy. Hai cha nội đi bây giờ. Em thấy là ông này tự nhiên gấp gấp đùi đi. Má ơi, má là đứng dậy luôn, giữa quán ta. Mà gì? Mà chuyện gì anh không hiểu, anh không biết gì vậy? Nó kể em cũng nãy không hiểu gì. Chuyện gì á? Thì anh thấy cái gì thì sao đó, anh tự nhau anh đang để thôi, có gì đâu. Trời mất cười quá. Trong túi biết đi á, không bao giờ nhỏ mang tiền, còn 14 ngàn à. 14 là đủ trả rồi. 3 ly biết nhiều không? Nhiều. 1 ly 25 ngàn. Bảy lần cũng không muốn những thứ là bảy lần lại mà ai ơi mày đòi chụp hình mà có đội ốc luôn chứ má hôm nay không có đem tiền trả bà ốc lên cái không biết bạn bè vô kêu con tiền đi ăn được thiếu quay chắc luôn á chơi 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 bà kêu là không có nhiêu tiền đâu mà có mất cái hai ba chục hình lại bắt đầu ủa sao mà các bạn ơi mẹ mẹ hên em có đem cái điện thoại của em kêu là chị ơi em để đây tí em trả tiền em lấy lại được mà không chịu mà. sao cái chị đã ác quá vậy chứ còn người ta lỡ không ăn tiền nó bắt quá thì bắt đỡ lại với ly thôi chừng nở nó quý được cái gì đâu mà ai có hình chứ mình làm
mình làm, mình làm cho bà một buổi tối cũng cả 100.000 đi rồi. Xong sao hả? Hai đứa này nó không nói gì, em không biết gì. Rồi, cảm ơn anh Thoại diễn nha anh. Ở đây hả? Thoại, Thoại, chứ cái trò này là cho mấy cái hai người này làm gì cũng có cửa. Sao anh kêu nó từ nó tới anh thở? Nó không kể anh nghe vậy trời. Thôi biết ngay, ông này có biết gì ai rồi. Thầy gọi bà chủ quán là cho anh phải không? Có tiền nào? Tí rồi anh mong quay cho tiền bà tí mà úp phải bú hờn chết. Trả rồi, trả rồi. Trả nào? Tôi trả, tôi dặn bà. Nội đó nữa. Giận bả kêu rồi. Không. Thì nhớ chụp hình đó nè. Úp hơi bút. Úp hơi bút cho em. Chắc sợ say mặt quá. Nãy có những hồi nãy có cười. Ừ đúng ác luôn á trời ơi. Hên là lúc đó quán không có ai đó. Ê ca ca. À đúng rồi. Có mấy người, có mấy đứa nó nhỏ mà với sớm trọ trong á. Thu qua giờ mới trời. Không có muốn đội quần đầu luôn đi về. Đúng rồi. Có mấy người, có mấy đứa nó nhỏ mà với sớm trời chậm á, không qua giờ mới chờ, không muốn không đội quần đầu luôn đi về. Anh quên gặp cái đứa nhỏ. Trong lúc cái chuyện đó. À vậy là đó, còn cãi đâu nữa. Tới lúc chị áo đèn tính tiền mấy đứa bu vô coi nha. Đâu nó cũng coi mà bà đó làm lần lần nhất nó tụi chạy ra nó coi. Bây giờ mặt coi thử đẹp gái không? Rồi đây hai đây nó có mặt đẹp gái bị đặt nữa, bị đặt nữa. Thường ngày bình thường cha nội nè đâu gấp cái miếng đào ăn rồi hỏng ra luôn. Thì đó trong miếng đào là chú tại em xin mà. Ừ cảm ơn anh nha. Từ đây về sau em xin anh gì đâu, lòng tốt của anh về anh coi hả bác nghĩa. Ủa chứ không phải khoái biết ngay chứ không phải khoái chết thôi bà khỏi bà nửa đi, bà nửa đi tôi đi. Ủa? Tôi hết tiền hàng chi anh gọi nó đi tới quán phở này ăn á. Nó nói là có hai ông bà nội kia đó không? Nó không, không. Ai em có biết gì đâu. Biết gì đâu. Chứ em biết chứ là cái trò này trò bịch bợm của anh rồi. Hai người này bữa dạ, chơi biết em biết mà còn cúi đầu vào rõ. Tự mà chui luôn. Có ai biết không? Thì hai người đi hẹn hò là bình thường, hai người cũng đi hẹn hò mà. Mà em ra kêu ở nhà rồi, coi nhà rồi. Rồi. Ông mới nhỏ thôi coi, ông lại lại ông kêu ông đứng lên kêu. Thôi cái này tự nó muốn, nó muốn đúng không? Nó nói là kêu ở nhà giữ nhà đi. Không. Để cho em đi em cảm thiện đúng rồi. Đúng không? Chị em chủ đó ai biểu? Ừ, dạ. Ai biểu rồi? Em sợ ông chứ luôn á, hơn làm bà Hiền á. Chứ gặp bà khác cái cạo đậm ngang. Trong túi nhỏ đi, kêu tưởng là được bao muốn đậm đó chứ mà không có tiền rồi. Hơn là còn 14.000 cầm tin đó. Thì đó. Rồi muốn rồi là lúc đó là làm tin nữa đâu. Lúc đó không còn ngày nào biết ăn nói sao luôn á. Thôi lần sau bớt em sợ quá, em sợ quá. Hơn là chưa kêu vậy chứ gà. Tại đó, bởi nó mới bớt là hơn là chưa kêu vậy chứ gà. Tin gà, ở đây có tin gà. Cái phần nhiều dữ chưa? Nhiều lắm. Cười nữa. Lúc đó bà dòm em. Bây giờ em như ngoài tin á. Phải còn đòi chứ. Thôi chứ. Anh còn chúa bà bắt bà chữa chén. Chữa ly luôn. Được. Bà chén chữa ly thì chuyện nhỏ rồi. Sợ bà cáo đôi ra đó. Cũng muốn chết luôn. Mọi người thì cứ còn 14.000. Ê mà sao mà nó cũng khư. Hôm nay nó cũng khờ thật. Ngồi có chút xíu à, anh dặn em quét trời không quên mất tiêu cho mình. Thì ngồi có chút xíu à, đâm là cãi nhau mà ai đấy bỏ về mà nó không nghi ngờ chứ. Hả? Đó, bà bình thường bà sợ người lạ. Ừ. Bà chú quét, bà chỉ dám ngồi thôi à, mà bữa nay dám giật. Ta lại ra sớm thì là tưởng thiệt. Trời ơi. Bà la đừng đừng dừng luôn, ai cũng dòm hết trơn. Làm gì dám? Mà bữa nay dám. Phải không? Chơi với mày là phải chơi cỡ đó. Phải không? Mày bỏ hết giấm đồ đi theo luôn à. Hôm nay là tôi vui. Giận gì bình thường à, anh chị khỏi lo. Mai mối anh đi một tiền đi. Mày mai đi tiếp à? Đi nó không? Anh bắt bài anh chị rồi, anh chị khỏi lo. Chắc sữa ngon quá mà. Ngon. Vô tôi bắt trả tiền dưới muốn làm gì làm, cũng giận nhau chị chị. Cho nội thích đi theo mà cứ để ra tiền hỏi không? Ừ. Ê tiền. Hên là hôm nay chọn cái quán đấy không? Chọn cái quán mà tự phục vụ là trả tiền trước là đâu có dụ được nó. Rồi cái món thịt lợn mấy quán. Uống mày không mà tốn 75.000. Trời ơi. Cái món thịt lợn mấy quán nó cũng
ông làm như là tốt lắm. Ông người chú mưu đã đời cuối cùng đó là nhờ bữa ăn rồi mất hết mẹ ông rồi. Ăn rồi mất mẹ chuyện tưởng tưởng thiên sứ giáng trần không á. Ai thì giáng trần còn kim bò trong tô phở nhà bịch mảnh đó. Dạ. Mà thuê nó trả nè. Không, cái này là thì anh rủ không có nó. Nó quên mang tiền thiệt nha. Bây giờ chưa. Quên mang tiền thiệt cái nha. Ai không biết ra hồi cãi đâu ai biết chứ. Ăn lẻ đi. Không ăn rồi hết tổ chạy bây giờ. Ơi nha anh rồi. Ơi cũng chứ hồi lại em rồi ăn. Ai ai quên ai quên này quên ai rồi cũng được quên không tay thiệt á anh ơi về cởi cổng lôi đầu đi lôi đầu uống nước uống nước nước em không tay uống nước em phải chờ bữa đó ơi ăn đi chị nắm được nhau không rồi yên tâm thoải mái đi canh đi chứ không có mì miệng đó nha khi nay quên mang tiền quá trời. Mà sao không ăn nhanh như nhiên quá bởi ơi ông nhớ canh chừng ông mày nó nhỏ nhỏ máu thì tôi không tốn máu đây canh này đâu có chuyện đó đâu canh đàng hoàng thôi anh chửi tiền lần nè anh đừng không ở đâu bye. Hai đứa này nó chơi nó bỏ em lại trả tiền chứ anh vui tự không bao giờ vui gì tính tiền trước đi con áp lực tính tiền tính tiền thôi cho ổng nó rồi đi. Không, anh nào giờ không biết chơi chứ nào. Được. Thiệt luôn á. Ông mất nghẹn luôn á. Cái đó bỏ thì anh mời. Thôi là ông ăn xong rồi chú ông mất nghẹn. Cố ai dở. Ông là ngày nào ông chơi người này cũng chơi người khác. Rồi bày đặt còn ở đó là anh không biết chơi đứa nào hết trơn. Tốt dễ sợ. Có không tiền? Cái trưng quá. Anh là đàn nhất luôn. Được. Anh là đàn quý nhất luôn nhóm mình luôn. Cái trưng quá hả chị? Ừ. Lây á. Trưng vô lưng. Ăn là ăn để cho bột tức vô cũng ngon ngon rồi nó ra không ngon cả thì mẹ hay quá chị thì thấy có toilet ở ngoài toilet chứ có cái vợ cái hai người nó thiệt đó anh ơi anh đi cứ em đi anh đi xả nó cộng luôn á anh rồi tất cộng cho không biết thế này vào tiền mà để cho ông chạy là bị gói chứ mà anh đừng gọi mẹ em gọi mẹ à gọi mẹ tất cả làng biết quá sợ bị ăn đòn á gà chửi thêm nữa anh sợ bị ăn đòn mẹ mát người luôn. Em ra trái cây vô đầu trước khi trả cho tiền. Không có, rồi mà cái cửa này mưa quá. Sáng anh cũng đóng sớm đó. Nó cứ bày gió lắm luôn. Quên ngủ yêu rồi. Dạ. Yêu ơi. Gặp thì sao tôi đi rồi. Đến ngã. Không. Kỹ quá. Mà đứng đi à? Ông làm người ta đứng tim ông nội. Đẹp đang nha. Đang ăn mà muốn đứng tim luôn, thôi anh trả tiền trước cho nó cắt ăn mồi ơi. Tính tiền luôn anh. Đó. Để cho tụi nó ăn ngon. Yên tâm đấy, yên tâm. Ấy, yên tâm. Anh ngon, anh thật là ngon. Trong hai. Ngon chưa? Ngon vị chưa? Ngon. Ngon. Hồi hộp. Ra anh muốn đi đâu chứ? Không được, cái chân em nó lội thế luôn. Dạ, ăn xong rồi. Tiền đấy thì thôi nha. Bye bye đi, đi nè. Anh nói đó. Cái gì thế hả? Bye bye đi.
Bye bye, hẹn gặp lại video sau nha mọi người.